Cô gái này đang trên đường đi xe buýt tới chỗ làm thì vô tình phát hiện trên tờ báo xuất hiện hình của chồng cũ. Thật không ngờ vừa mới ly hôn không lâu mà anh ta đã chuyển mình phất lên thành một đại gia bạc tỷ. Cú sốc này đến đường đột quá khiến cho cô ngã lăn ra đất. Mà lúc này chồng cũ của cô là Ozan lại đang đứng phát biểu trong một lễ trao giải chật kín người. Anh ấy tỏ ý rất biết ơn người vợ cũ của mình vì đã tần tảo đi làm gom tiền nuôi dưỡng ước mơ của anh biết bao năm. Sau khi tỉnh dậy, Esa bắt đầu ngồi mắng vốn chồng cũ với những hành khách ngồi bên cạnh mình. Năm đó, cô cứ tưởng lấy được một người chồng hiền lành chất phác là sẽ có được cuộc tình đẹp như trong mơ. Nhưng ai mà ngờ được rằng ngày ngày anh ta chỉ biết cắm đầu vào máy tính để lo cho cái ước mơ của mình, để mặc cô một mình bươn trải lo cho gia đình. Mọi người trên xe nghe xong câu chuyện của Esa thì ai nấy đều lắc đầu thương cho cô gái sáng nay ra đường mà quên chưa uống thuốc. Trong lúc cô đang làm việc thì lại chợt nghe thấy người ta xì xào bàn tán về mình. May mà Ozan có thể dứt ra khỏi cái của nợ ấy, nếu không thì cậu ấy chẳng thể nào có được thành công như ngày hôm nay. Tôi còn nghe người ta đồn rằng lúc ly hôn cậu ta nghèo lắm thế mà người phụ nữ kia vẫn đòi chia đôi gia sản, ác thế là cùng. Esa nghe thấy hai người họ dám đặt điều nói xấu cô như thế thì ngay lập tức cầm máy quẹt thẻ đập thẳng vào đầu tên dâu xồm. Sau trận ẩu đả đó cả hai đã bị cảnh sát bế lên đồn. Dâu xồm ấm mức bảo với cảnh sát anh ta đang ngồi ăn cơm với bạn thì người phụ nữ này đột nhiên lên cơn điên lao vào cho tôi mấy cái thụi liền. Nghe anh ta nói vậy, Esa ngay lập tức phản bác. Ban nãy hai người đã sỉ nhục tôi đấy, cô vợ hám tiền mà các anh nhắc đến chính là tôi đây này. Dâu xồm thấy cô nói vậy liền cười khẩy. Chưa nói đến nhan sắc có hạn, chỉ riêng cái tính cách chanh chua này của cô đã khiến cho chẳng thằng đàn ông nào thèm ngó tới rồi, chứ đừng có nói là đại gia. Hai người càng cãi càng hăng, thấy cô không chịu đối lý, dâu xồm bèn bảo cô, nếu cô thực sự là vợ cũ của Ozan thì gọi cậu ta đến đây đi, chỉ cần cậu ta xuất hiện tôi sẽ không truy tố gì cô nữa, chuyện này cũng chấm dứt tại đây. Nghe anh ta nói vậy, Esa liền im bặt, cô thà ngồi tù còn hơn là để anh ấy nhìn thấy cô thê thảm thế này. Sau khi về đến phòng để xử lý công việc thì chiếc điện thoại để trong hộp bàn của Ozan lại đột nhiên đổ chuông. Dù đã ly hôn nhưng anh vẫn không nỡ vứt chiếc điện thoại rẻ tiền năm đó Esa đã dành dụm tiền để tặng cho mình đi. Sau khi biết được chuyện vợ cũ mình vướng vào rắc rối, anh liền tỏ thái độ vô cùng đáng ghét rồi bảo với bạn thân của Esa rằng bị cái gì đấy là việc của cô ta, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Phiền các người sau này đừng làm phiền tới cuộc đời của tôi nữa. Thế nhưng vào lúc Esa đang ngồi chờ quyết định xử phạt cuối cùng của cảnh sát thì Ozan lại xuất hiện. Khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Esa, cảm xúc trong lòng anh vô cùng lẫn lộn. Trông thấy anh xuất hiện ở đây, Esa cũng vô cùng ngỡ ngàng. Cô cứ tưởng rằng từ sau đêm mưa gió đó anh chẳng còn muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô nữa. Trước khi Ozan lên xe rời khỏi đó, Esa đã gọi với theo anh để xin lỗi vì những chuyện quá đáng mình đã làm. Không ngờ Ozan lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bảo cô hãy cuốn gói đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nghe anh nói vậy, Esa ngay lập tức xù gai nhím, anh đang nghĩ cái gì vậy, là ai đã gây cho tôi cái phiền phức này hả? Nếu như anh không loan tin tôi đòi chia đôi tài sản với anh thì tôi cũng đâu phải đi đánh nhau để giành lại công bằng cho bản thân mình chứ. Esa, cô nhớ kỹ cho tôi đã quên cô từ lâu lắm rồi, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nữa, tôi sẽ không dây dưa gì với cô nữa đâu. Haha, giấc mơ của anh cũng đẹp đấy, nhưng mà thứ lỗi tôi đây không cần. Đây là cuộc gặp đầu tiên sau cuộc ly hôn rầm rộ năm đó. Hai người đi về hai hướng trong bầu không khí chẳng vui vẻ gì. Năm đó khi hai người đến bên nhau, Ozan chỉ là một chàng trai nghèo khó với gia cảnh chẳng tốt đẹp gì. Để có tiền cho anh khởi nghiệp và nuôi hai miệng ăn, một ngày cô phải làm mấy công việc liền. Buổi sáng thì đi bán hamburger, trưa thì đội lốt thú nhồi bông để thu hút khách cho cửa hàng bán đồ lưu niệm, chiều đến còn bày sạp hàng buôn bán. May mắn thì không sao chứ, chỉ cần mưa một cái là cả người của cô sẽ ướt như chuột lột. Vất vả là vậy, nhưng sau khi cô về đến nhà, Ozan lại chẳng hỏi thăm cô câu nào mà chỉ chăm chăm cắm đầu vào cái dự án dở hơi của mình. Vừa mới bật tivi lên để giải tỏa áp lực một chút thì điện trong nhà lại đột ngột tắt phụt, trong khi bên ngoài kia nhà ai cũng sáng đèn. Hóa ra vì không trả nổi tiền điện tháng này mà bên điện lực đã ra lệnh cắt điện nhà họ. Mọi ấm ức lúc này của cô đã trào lên đến đỉnh điểm, cứ tưởng rằng có chồng rồi sẽ được chở che ai, mà ngờ nó lại thành ra thế này. Và lúc cô đang than phiền vì có chuyện đóng tiền điện thôi anh cũng không nhớ thì Ozan lại đứng vụt lên ôm lấy máy tính đi tìm chỗ khác để chạy deadline. Nào ngờ khi anh ta mò về đến nơi, Esa lại nhốt anh ở ngoài và kiên quyết đòi ly hôn. Cô không muốn sống một cuộc đời khốn khó và khổ sở như vậy nữa. Đến với anh, cô chẳng có được bất kể một thứ gì, thậm chí còn mất đi tất cả. Vì muốn cho Ozan tập trung vào sự nghiệp, cô còn đem cả căn nhà bố mẹ cho mình đi thế chấp để có tiền nuôi anh. Nhưng thật không ngờ còn chưa ly hôn được bao lâu anh đã xem cô như kẻ địch, điều này khiến cho Esa thất vọng vô cùng. Nhưng thực chất ra Ozan cũng không khá khẩm hơn cô là bao nhiêu. Tối hôm ấy sau khi trở về nhà, anh cứ thao thức trằn trọc nghĩ về cô mãi. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Ozan đã cố tình lái xe đi ngang qua nhà hàng Esa đang làm việc, rồi kéo cửa kính xuống nhìn dáng vẻ nhếch nhác của người mình từng yêu. Cuối cùng thì anh vẫn không nhẫn tâm nhìn cô phải vất vả như thế nên đã gọi điện hẹn Esa ra ngoài gặp mình. Quả nhiên sức hấp dẫn của cô vẫn còn đấy. Cô giả vờ nói rằng công việc của mình bận rộn để chơi trò lạt mềm buộc chặt. Ozan cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này. Sau khi thông báo địa chỉ xong, anh đã cúp máy thẳng thừng. Để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới, Esa đã xin quản lý cho về sớm rồi hớn hở đi mua sắm quần áo mới rồi trang điểm sao cho thật lồng lộn, rồi đi thẳng đến công ty của Ozan. Vì đã được sếp tổng thông báo trước nên Esa vừa đến, một cái thư ký đã ngay lập tức dẫn đường đưa cô đến văn phòng làm việc của Ozan.
Cô cứ tưởng rằng lần này hai người sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ mà quay về bên nhau. Nhưng thật không ngờ lúc này Ozan lại đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt cô và yêu cầu cô ký tên lên đó. Chỉ cần cô đồng ý biến mất khỏi nơi này, anh sẽ cho cô một món tiền thật lớn. Nói rồi Ozan đẩy sấp chi phiếu đến trước mặt cô. Tưởng cô đang ra vẻ ngây thơ, Ozan ngay lập tức nói với cô rằng đây chẳng phải là những gì cô muốn sao. Năm đó cô đuổi tôi đi là vì tôi nghèo, tôi không lo được cho cô. Giờ tôi có tiền rồi, cô lại bám lấy không phải muốn vòi tiền thì còn là gì nữa. Nghe anh nói vậy, mọi thứ trong lòng Esa như vụn vỡ. Cô cố gắng nhẫn nhịn những bất mãn trong lòng rồi ký tên của mình lên bản hợp đồng. Xong xuôi đầu đó, cô liền vớ lấy sấp chi phiếu mà Ozan đưa rồi xé nát chúng ném thật mạnh vào mặt anh ta. Đừng lấy mấy đồng tiền dơ bẩn của anh ra để sỉ nhục tôi. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi tôi hẳn hoi cơ. Thật không ngờ là một người vốn tử tế và lương thiện như anh khi có tiền rồi lại trở nên khốn nạn đến thế. Khi cô đang giận đùng đùng bước trên cầu thang xuống thì lại vô tình đụng phải một cô gái khác. Cốc cà phê nóng hổi trong tay cô ấy đổ hết lên người Esa. Đã không xin lỗi cô ta còn ra mồm quay sang trách ngược lại Esa đi đứng kiểu gì đấy, bộ cô không có mắt hay gì. Đúng là họa vô đơn chí. Thấy thế anh chàng giàu có Kin Aa vội vàng đi đến hỏi thăm, thế là cô hòa lên khóc nức nở kể với cậu ấy những chuyện tồi tệ mà mình đã trải qua. Khi anh ta không có gì, tất cả đều do một mình tôi gánh đáng. Vậy mà giờ anh ta đã thành đại gia mà tôi vẫn chẳng có gì trong tay cả. Kin Aa liền an ủi cô, hướng dẫn cô hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Sau một hồi nịnh nọt thì anh ấy cũng đã khiến cho Esa phải bật cười. Cô lau nước mắt rồi chào tạm biệt anh. Cũng từ giây phút đó, một hạt giống hạnh phúc đã được gieo vào trong tim anh. Đúng lúc này Ozan cũng lại gần chỗ anh. Hóa ra Kin Aa chính là người bạn thân lâu năm không gặp của Ozan. Sau khi Esa về đến nhà thì cả gia đình đều biết chuyện cô đi gặp lại Ozan. Anh trai cô vội vàng hỏi Esa rằng Ozan đưa cô bao nhiêu tiền. Esa nói rằng anh ấy đã đưa cô cho một tấm chi phiếu, nhưng cô không rõ nó là bao nhiêu. Điều này khiến anh trai cô vô cùng kích động, nhanh chóng lục tìm túi sách của Esa nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu. Thế là Esa nói mình đã xé tấm chi phiếu ngay trước mặt Ozan rồi. Trời ơi, sao em lại ngốc thế? Anh ta đưa tiền thì em phải nhận lấy chứ. Esa ngay lập tức bày tỏ cô không muốn vì tiền mà tự hạ thấp bản thân, làm tổn thương lòng tự trọng mình. Nghe cô nói vậy, bố cô tỏ ý tán thành và còn khen cô làm vậy là chuẩn bài rồi. Nhưng điều khiến bố con cô không thể ngờ là ngay ngày hôm sau, anh trai cô đã mò tới trụ sở công ty để tìm Ozan. Vừa đi vào một cái, anh ta đã dùng lời ngon tiếng ngọt để tâng bốc anh ấy. Ozan nhìn thôi cũng biết anh ta đến đây để vòi tiền nên đã ký một tờ chi phiếu cho anh ta tiêu xài. Ekrem cầm tấm chi phiếu đi vào trong nhà vệ sinh, hai bàn tay anh ta run rẩy vì kích động, thật không ngờ cậu em rể của mình lại hào phóng như vậy. Trên đường về nhà, anh còn tiện tay cho cậu bé ven đường chút tiền tiêu vặt, đúng là có tiền một cái con người nó sang hẳn. Nhưng còn chưa vui được bao lâu thì anh ta đã đụng phải đám xã hội đen đang tìm đến đòi tiền nợ. Bọn chúng lập tức đưa anh ta đến mảnh đất hoang vu. Nếu như anh không chịu nôn tiền ra thì chúng sẽ chôn sống anh. Không còn cách nào khác, Ekrem đành phải lấy số tiền vừa lấy được để trả nợ. Cứ như vậy, hắn lại lê lết thân thể đầy bùn đất về đến nhà. Biết tin anh trai lén lút đi tìm Ozan để vòi tiền, mẹ của Esa giận đến mức muốn nhét ngược anh ta vào bụng, còn Esa thì lại chạy đến tìm Ozan rồi trách mắng anh tại sao lại đưa tiền cho anh trai mình. Gia đình cô cũng biết diễn kịch thật đấy, đưa cho cô thì cô không lấy, vừa về nhà đã gọi anh trai đến đòi tiền tôi. Esa giải thích với anh rằng mình không hề biết anh trai đến tìm anh đòi tiền, nếu như cô mà sớm biết được chuyện này thì đã đem tiền trả lại cho anh rồi, nhưng giờ tiền đã nằm trong tay bọn chủ nợ nên cô cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả đủ số nợ đó cho anh. Ozan nghe xong thì bật cười, cô có trả cho tôi hay không cũng chẳng sao cả, dù gì thì sau này hai người cũng không cần phải gặp mặt nhau nữa. Trước khi rời khỏi đó, Esa đã dừng chân hỏi anh rằng sao anh lại lấy ngày ký giấy ly hôn của họ làm ngày thành lập công ty. Ozan bình thản đáp lời, đó là ngày tôi nhận được tiền đầu tư, cũng là ngày tôi có được cuộc sống mới, đây đúng là cột mốc quan trọng đáng để ăn mừng đấy chứ. Esa không thể tin vào những lời mình vừa nghe, sao anh lại có thể tồi tệ vậy cơ chứ, rõ ràng là tôi đã ủng hộ anh suốt quá trình anh khởi nghiệp, vậy mà anh lại giấu tôi cả chuyện này. Ozan lại tức giận đáp trả rằng tôi chỉ nhớ cô là người đã đuổi tôi ra khỏi nhà, khiến tôi phải lưu lạc đầu đường xó chợ như một kẻ tán gia bại sản. Cô còn nói là cô chưa bao giờ yêu tôi. Vậy nên phiền cô sau này đừng lấy những chuyện trước đây làm cái cớ để tìm tôi nữa. Hãy cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Nói xong thì anh liền quay lưng đi thẳng, để lại mình Esa đứng ngơ ngác ở đó. Sau khi Esa ra đến cửa, cô nhìn vào biển quảng cáo trên tường mà mắng chửi một trận cho đã đời, rồi đột nhiên cô lại nhìn thấy hàng chữ tuyển dụng ở bên dưới. Trong đầu cô bây giờ lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo, vậy nên cô đã đến tìm bạn thân và kể cho cô nghe kế hoạch của mình. Cô muốn tấn công vào nội bộ công ty của Ozan, sau đó cô lại khiến Ozan yêu mình thêm lần nữa, rồi cô sẽ tự tay hủy hoại anh ta cho bỏ ghét. Ngay ngày hôm sau, cô đã mang hồ sơ đến công ty của Ozan để ứng tuyển. Trường hợp Kim Aa cũng ở đây, thì ra anh bị ông già sắp xếp đến công ty này để thực tập. Trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, nhân viên phòng nhân sự nói rằng buổi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ do đích thân ông chủ của họ chủ trì. Nghe thấy vậy, trong lòng Esa vô cùng hoang mang, thế này thì làm sao kế hoạch của cô thành công được. Khi Ozan đẩy cửa bước vào, thì Esa cũng hốt hoảng xoay ghế lại với anh, sau đó tìm thời cơ thích hợp để lén lút chạy ra ngoài, nhưng cô không ngờ là mình lại bị Ozan gọi lại, không còn cách nào khác nên cô đành phải quay mặt lại nhìn anh ta. Esa,
Nhìn hồ sơ xin việc của cô, Ozan cười thầm trong bụng, bốc phét cũng kinh thật đấy, đã thế thì tôi sẽ cho cô biết mặt. Trong CV xin việc của cô có ghi rằng cô từng là cố vấn thời trang, vậy thì cô hãy phân tích cho tôi nghe những tầng lớp và đối tượng cô đã từng tiếp xúc đi. Sở dĩ Ozan hỏi cô như vậy vì anh biết thực chất công việc mà cô muốn đề cập tới ở đây là bày hàng đại hạ giá ven đường, nhưng không ngờ Esa lại bịa ra được một đống câu trả lời ảo lòi để giành về hai dấu cộng của hội đồng. Tiếp đó Ozan lại hỏi trước đây cô từng làm trưởng phòng tiêu thụ, vậy xin hỏi những mặt hàng chính của công ty bên đó là gì? Tuy rằng công việc của cô chỉ là chạy quảng cáo cho việc bán xúc xích ở siêu thị thôi, nhưng cô lại có thể tăng bốc nó lên tận trời khiến cho hội đồng ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Việc này quả nhiên nằm ngoài khả năng dự liệu của Ozan, thế là sau khi ca một kết thúc anh đã nhắn tin gọi cô ra ngoài nói chuyện. Cô không tìm được một công ty nào khác à? Sao cứ phải tìm đến công ty của tôi? Tôi không muốn nhìn thấy cô lảng vảng xung quanh mình nữa. Tôi có quyền ở lại công ty này hơn bất kỳ ai, nhờ có tôi luôn đứng sau lưng ủng hộ nên anh mới có được ngày hôm nay còn gì. Ozan nói rằng mình không muốn nghe những chuyện trước đây nữa, phiền cô hãy đi đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô nữa. Có tôi ở đây không ai tuyển nổi cô vào làm đâu. Nghe vậy Esa vội vàng đuổi theo Ozan và nói rằng, lẽ nào tôi phải quỳ xuống cầu xin thì anh mới chịu đồng ý sao? Vậy thì cô cứ quỳ thử cho tôi xem nào. Nghe anh nói vậy Esa vô cùng giận dữ, cô quát vào mặt anh ta, bà đây chỉ quỳ gối trước trời đất và cha mẹ chứ cái loại như anh thì đừng có hỏng, đúng là đồ không có lương tâm. Sau khi Ozan về đến văn phòng thì đã trông thấy kết quả vòng phỏng vấn đầu tiên được xếp ngay ngắn trên bàn, thật không ngờ người đứng thứ nhất lại là Esa. Thế là anh vội vàng vơ lấy hồ sơ của Esa vò nát rồi ném vào thùng rác. Sau khi về nhà, Esa bắt đầu cầu nhau với cô bạn thân về người đàn ông bội bạc kia, nhưng đúng vào lúc này cô lại nhìn thấy mẹ Ozan đang xuất hiện ở khu nhà mình. Cô cứ nghĩ là mình đang nằm mơ cơ, nhưng bạn thân nói cho cô biết mẹ con nhà Ozan đã mua một lốt đất gần nhà cô và dọn đến đó ở rồi. Những ký ức năm xưa lúc này lại ùn kéo về trong tâm trí cô. Năm đó khi cô cùng Ozan chụp ảnh cưới, bà ta cứ nhất quyết đòi chen vào giữa cho bằng được, khiến cho cô như người ngoài góp vui vào đó. Lúc Ozan lái xe đưa cả nhà ra ngoài, bà cũng nhất quyết phải tranh ghế phụ cho bằng được. Con dâu không chịu nhường thì lại bắt đầu giả vờ say xe rồi sau đó bày ra vẻ mặt đắc thắng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khi đó khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nhưng dù sao duyên cũng đã đứt, chỉ cần họ không chạy đến nhà cô để kiếm chuyện thì có làm gì cũng không liên quan đến cô cả, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Cô vừa mới dứt lời thì mẹ chồng ác độc đã chạy đến khoe khoang, còn không quên duỗi bàn tay đeo đầy vàng kia ra múa máy trước mặt cô. Giờ Ozan đã trở thành đại gia rồi, chắc cô hối hận lắm đúng không? Nhìn dáng vẻ đắc ý của bà Taesa cũng chỉ điềm tĩnh đáp lại, đắp nhiều tiền lên người như vậy mà sao trông bà vẫn cứ phèn phèn thế nhỉ? Đúng là lụa đẹp vì người mà, đắc ý cái quần quay gì không biết. Nghe cô nói vậy bà mẹ chồng tức muốn hộc máu, mở mồm ra mắng cho cô một trận xối xả. Sau đó bà liền gọi điện thông báo cho con trai rằng mình đã dọn về con phố cũ sống rồi. Con trai nghe xong thì không thể ngồi yên được nữa, chắc chắn mẹ mình dọn về đó là vì muốn thường xuyên đến kiếm chuyện với Esa rồi, thế là anh vội vàng lái xe về khu nhà cũ. Lúc anh ngang qua nhà Esa thì cô cũng đang đứng thẫn thờ bên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ Esa nhìn thấy Ozan thì liền vui vẻ đi ra chào hỏi. Anh cũng mở miệng gọi bà là mẹ như một thói quen, nhưng nói xong anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Lúc này bà mẹ chồng ác độc cũng tình cờ nhìn thấy cảnh này, bà cũng quýt trèo qua rào rồi chạy như bay đến trước cửa nhà Esa, thế là cuộc chiến giữa hai bà thông gia lại bắt đầu bùng nổ. Trông thấy vậy Ozan vội vàng kéo mẹ mình ra, còn Esa cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống khuyên mẹ mình hãy bình tĩnh lại. Nhưng hai đàn bà đã lâu ngày không gặp càng cãi càng hăng, nếu có một điều ước họ sẽ ước chân tay mình dài ra để thụi vào mồm đối phương một cái. Sau một hồi can ngăn không dứt, họ cũng đã tách được hai người ra, nhưng về đến nhà rồi mà hai bà vẫn còn lải nhải không ngừng, mẹ Esa giận đến mức tăng cả huyết áp. Tối hôm đó, khi Ozan đang chuẩn bị về nhà thì bị Esa chặn lại, để có thể đột nhập vào công ty cô đã sử dụng chiêu khích tướng với Ozan. Tại sao anh không dám tuyển tôi? Anh sợ mình sẽ phải lòng tôi một lần nữa à? Nghe vậy Ozan ngay lập tức phủ nhận, anh còn bảo với Esa đừng có tự mình đa tình nữa. Trong lòng tôi đã không còn chỗ cho cô nữa rồi. Nếu anh không nghĩ như vậy thì đồng ý tuyển dụng tôi đi, hãy chứng minh rằng mình đã quên được tôi rồi. Có điều Ozan không hề mắc bẫy, tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh bất kỳ điều gì với cô cả, cô hiểu không? Nói rồi anh ngay lập tức bỏ đi. Sau khi về đến nhà, Ozan đã hỏi trợ lý rằng trông tôi giống một kẻ đang cố tình trốn tránh Esa lắm à? Đương nhiên rồi, nếu không thì sao anh lại từ chối không để cô vào công ty làm việc? Tuy rằng anh chuyên có cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nhìn vào trong ánh mắt anh trợ lý đã thấy được tất cả. Đêm hôm đó vì sợ cô lao công sẽ tới phòng mình vứt hết rác đi, nên anh đã lật đật chạy đến đó để nhặt bản hồ sơ vốn dĩ đã bị anh vò nát, sau đó anh lại ký tên mình lên đó. Sáng hôm sau khi Esa vẫn còn đang ở nhà oán trách Ozan thì chuông điện thoại cô lại đột nhiên vang lên. Ở đầu dây bên kia là trưởng phòng nhân sự ở công ty của Ozan, cô ấy đã thông báo cho biết hồ sơ của cô đã được thông qua, ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu kỳ thử việc của mình. Ngày đầu tiên đi làm khi cô và Kim Aa đang đi cùng nhau thì Ozan lại tình cờ lướt qua. Ozan nghiêng đầu chào Kim Aa một cái, thế mà Esa lại tưởng bở rằng anh chào mình, thế là cô cũng nở nụ cười đáp trả. Lúc này cô vẫn còn đang vui tươi hớn hở vì tưởng rằng năng lực của mình đã được ban lãnh đạo nhìn thấu, mà không biết rằng kịch của Ozan chỉ mới bắt đầu. Khi mọi người chuẩn bị mở cuộc họp thì Ozan lại đột nhiên bước tới và nói rằng mình có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Thật ra Esa là vợ cũ của tôi, vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi rất mỹ mãn.
Nhưng do đầu óc của tôi bị chập mạch nên đã khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Bây giờ tôi cực kỳ hối hận về những sai lầm mình từng gây ra. Giờ tôi sẽ chính thức xin lỗi Esa ngay trước mặt mọi người, hy vọng Esa có thể tha thứ cho tôi. Niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột khiến cho Esa vui như mở cờ trong bụng thế, nhưng chỉ một giây sau Kin Aa đã lôi cô về thực tại. Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Lúc này Ozan đột nhiên nói rằng mình muốn uống cà phê nên anh đã sai Esa đi sang cửa hàng bên cạnh mua về cho mình. Không những thế, anh còn bảo mọi người muốn uống gì thì cứ báo với Esa. Thế là 8 người bắt đầu thi nhau gọi món khiến cho Esa chẳng kịp trở tay, còn Ozan lại nhìn cô với gương mặt đầy vẻ đắc ý, rồi thúc giục cô nhanh chóng đi mua rồi còn về họp. Trong lòng Esa thầm nghĩ anh đang cố ý khiến cô xấu mặt, nhưng điều này chẳng thể làm khó được cô đâu. Cô đã đi làm 10 năm trong ngành phục vụ chứ đâu có ít gì. Vì trí nhớ rất tốt nên Esa đã dễ dàng nhớ được thức uống yêu thích của mỗi người và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và lúc cô đang cảm thấy đắc ý thì Ozan lại nói cà phê của mình bị lạnh rồi. Anh muốn cô đi mua lại cho một ly khác vì cuộc sống mưu sinh cô lại phải lật đật đứng dậy chạy ra ngoài. Nào ngờ sau khi cô mang được cà phê về còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Ozan đã đặt ngay cho cô một câu hỏi chuyên ngành, nhưng vì không am hiểu ngành này nên cô cứ trả lời liên thiên khiến các đồng nghiệp cười nghiêng ngả. Cũng may mà Kin Aa đã kịp thời giải vây nên chủ đề này mới kết thúc tại đây. Khi vừa tan họp thì Ozan lại kéo Esa lại bảo cô đến cửa hàng giặt là mang quần áo về cho anh. Đống quần áo thì nặng mà thang máy thì hỏng, thế nên cô đành phải trèo thang bộ lên tầng 17. Nào ngờ lúc này thư ký lại bảo căn hộ của anh ở tầng 4 phiền cô mang tới đó, đừng có chất thành một đống ở đây. Lúc này hai chân Esa đã mỏi như vừa vào được nhà của anh, một cái Esa đã vứt hết mọi thứ thành một đống trên giường. Đi quanh một vòng cô mới phát hiện Ozan không có ở nhà, thế là cô lại bắt đầu công cuộc khám nhà chồng cũ xem có người phụ nữ nào từng ở lại đây chưa. Rồi cô chợt trông thấy quả cầu thủy tinh trên giá sách. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô tặng cho Ozan. Anh từng nói rằng sẽ giữ nó suốt đời này, không ngờ là anh đã làm được điều đó. Lúc này Ozan đột nhiên đẩy cửa bước vào khiến cho Esa giật bắn mình. Thấy thái độ khác lạ của cô, Ozan mới hỏi cô đang lén lút làm gì ở đây thế. Cô còn chưa giải thích xong thì đã vô tình để lộ quả cầu thủy tinh trong tay. Thế là cô mới hỏi thẳng tại sao anh vẫn còn giữ quả cầu này. Ozan lại nói mình chỉ quên vứt đi thôi. Thừa nhận là mình giữ nó thì có làm sao, anh muốn xóa bỏ ký ức giữa hai chúng ta đến thế à? Ozan tức giận ra lệnh cho Esa im miệng, lại còn cảnh cáo cô rằng cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, đừng có tùy tiện bước chân vào nhà anh rồi làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Cứ như vậy, hai người lại chia tay trong giận dữ. Tối hôm đó, mẹ Ozan vừa ốm để gọi điện cho con trai rồi lừa anh mau chóng về nhà. Vì lo lắng nên anh đã ba chân bốn cẳng chạy về xem tình hình thế nào. Nào ngờ tất cả chỉ là màn kịch của mẹ anh để lôi anh về xem mắt. Ozan tức giận vì những hành động hoang đường của mẹ mình. Con đừng nghĩ là mẹ không biết con còn yêu cô ta. Bây giờ con còn làm việc chung với nó, định chơi trò nối lại tình xưa à? Lúc này anh trai Esa cũng đã nói cho cô biết chuyện mẹ Ozan đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh, thế nên cô đã lén lút mò đến trước cửa nhà anh để thăm dò tình hình, nhưng nào ngờ lại bị Ozan bắt được. Cô đang theo dõi tôi sao? Anh nôn nóng muốn tái hôn đến thế sao? Tôi làm gì thì cũng không liên quan đến cô. Sau đó anh còn cảnh cáo Esa không được cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ của hai người, nếu không anh sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Esa nghe xong thì lập tức mắng Ozan ích kỷ, tự cho mình là đúng. Đây chính là nguyên nhân năm đó tôi bỏ anh đấy, cái thằng chó điên này, anh đâu hề nhận ra năm đó anh đối xử với tôi tệ thế nào. Trong cơn tức giận suýt chút nữa thì Esa đã phun ra mọi thứ, nhưng cũng may cô kìm được miệng mình lại dứt khoát rời đi trong sự ngỡ ngàng của Ozan. Nhìn gương mặt buồn rầu của em gái, anh trai cô bèn hỏi có cần anh đi dạy cho Ozan một bài học không. Esa cầm cốc rượu lên đốc một hơi rồi bảo anh trai rằng hãy hợp tác với mình để chơi Ozan một vố. Sáng sớm ngày hôm sau, trợ lý hớt hả đẩy cửa và thông báo với Ozan tối hôm qua tất cả data khách hàng của công ty đã bị trộm mất. Qua điều tra họ đã phát hiện lỗ hổng này xuất phát từ máy của Esa, thế là khi cô vừa đặt chân tới công ty đã bị đám người Ozan túm lại. Biết được rằng tối qua cô quả thực có tới công ty, anh đã ngay lập tức đổ dồn mọi trách nhiệm lên đầu cô rồi lôi cô đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe ngóng được tin này, Kin Aa vội ba chân bốn cẳng chạy đi đến tìm Ozan để làm chứng cho Esa. Chiều qua khi hai người tan làm thì mới phát hiện thẻ ra vào của Esa đã mất, nên tối qua người quẹt thẻ check-in vào công ty không phải là cô ấy. Chắc chắn một kẻ nào đó đã cố tình đánh cắp thẻ của cô để dàn dựng ra vụ đánh cắp dữ liệu này. Hơn nữa với sự hiểu biết của mình về Esa, anh tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ làm ra những chuyện thất đức như vậy. Lúc này Ozan mới giật mình nhận ra đằng sau chuyện này nhiều điểm đáng ngờ, thế nên anh đã ngay lập tức yêu cầu trợ lý kiểm tra kỹ càng từng camera giám sát, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả. Cuối cùng thì họ đã phát hiện hôm qua có một kẻ lạ mặt giả làm nhân viên giao nước rồi trộm mất thẻ của Esa. Đêm đó hắn đã lẻn vào công ty để đánh cắp các dữ liệu quan trọng. Sau khi làm rõ được hiểu lầm của mình, anh liền bảo trợ lý gọi điện đến đồn cảnh sát để họ thả Esa ra. Lúc này Ozan đột nhiên nhớ đến những lời mà Esa đã nói trước khi bị lôi đi. Đúng là tôi đã chơi anh một vố thật, nhưng mà tôi không ác tới mức vì anh mà hành cả công ty đâu, đồ dở hơi ạ. Thế là anh vội vàng lao xuống bãi đỗ xe, quả nhiên xe anh đã bị ai đó xịt sơn lên chi chít. Trợ lý lập tức lấy camera hành trình ra để kiểm tra, lúc này bên trong chỉ vọng ra toàn tiếng mắng. Ai bảo anh làm bà đây, tức giận. Vừa nói cô vừa xịt thêm một dòng chữ khốn nạn thật dày. Còn anh trai cô đứng bên cạnh thì cứ thúc giục đừng có để lại bất kỳ bằng chứng gì đấy nhé, mà không biết rằng mình đã bị camera hành trình quay lại.
trợ lý đứng bên cạnh nhịn không được mà bật cười, Ozan bực tức bảo anh ấy mau im mồm lại. Lúc này Esa và anh trai cũng được cảnh sát thả ra, biết mình sai nên Ozan đã ra lệnh cho trợ lý gọi điện cho Esa để xin lỗi. Dù chẳng làm gì sai, nhưng vì đã bán mình cho tư bản nên anh ấy cũng đành phải ngậm ngùi làm theo. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, vừa nghe thấy giọng trợ lý vang lên ở đầu dây bên kia, cô đã chặn họng anh ấy lại, bảo ông chủ của anh tự mình xin lỗi đi, như thế thì tôi có thể xem xét việc tha thứ cho mấy người, nếu không thì tôi cũng sẽ không đến công ty làm việc nữa. Nói xong thì cô liền thẳng tay cúp máy. Tối hôm đó, mẹ Esa bảo cô ra ngoài lấy hàng, nào ngờ khi cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Ozan đứng chờ ở đó từ bao giờ rồi. Nhưng hai người mới nói chuyện được có 2-3 câu thì lại bắt đầu cãi nhau sùm rồi. Anh đến đây để xin lỗi cơ mà sao lại còn mắng ngược lại tôi thế? Nghe tiếng ồn ào quen thuộc ở ngoài, mẹ Ozan liền lò dò bò ra xem, nào ngờ bà lại thấy con trai đang phải cúi đầu xin lỗi vợ cũ. Thế là máu điên của bà lại nổi lên. Tránh ra mau, ta phải qua đó cho con danh kia một bài học mới được. Ozan nhìn cảnh này mà cạn cả lời, anh vội vàng giữ mẹ mình lại rồi kéo bà về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Esa đang chăm chú làm việc thì trợ lý lại đến tìm và nói với cô rằng Ozan đang chờ cô ở bãi đỗ xe. Cô cứ nghĩ anh thông não rồi nên mới vui mừng chạy xuống đó, nào ngờ anh ta lại chuẩn bị cho cô một thùng nước và mút xốp và yêu cầu cô dọn dẹp sạch sẽ những gì mình đã gây ra. Đương nhiên là Esa sẽ không đồng ý, anh nhiều tiền lắm mà sao không đem nó đi sửa đi mà lại hành tôi thế này. Hay là chúng ta gọi cảnh sát đến xem thử đi nhỉ? Nghe đến cảnh sát thì Esa lại đồng ý ngay, cô không muốn bị tống vào đồn lần nữa đâu. Cứ như vậy, Esa hất tóc rồi bắt đầu công việc của mình, còn Ozan lại nhàn nhã ngồi trên xe kiểm soát hiệu quả công việc của cô. Cô lau mệt mới dừng lại thở một hơi đã ngay lập tức bị anh thúc giục nhanh cái tay cái chân lên xem nào. Mất hơn một tiếng đồng hồ Esa mới lau dọn sạch sẽ được cái xe, nhưng cô vừa ngừng tay một cái Ozan lại bảo chà, cũng đã đến giờ hẹn với gara rồi, tôi phải mang xe qua đó đây, cô thu dọn chỗ này nhé. Biết mình bị chơi khăm, Esa liền đá vào xe anh một cái cho bõ tức rồi đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc. Lúc này cô vô tình nghe được trong công ty có luật nhân viên nào có mức doanh thu cao nhất tháng sẽ được đi ăn cùng ông chủ. Nên cô đã quyết định phải cược một ván thật lớn. Để chắc chắn, cô liền đuổi theo họ để hỏi thử xem nhân viên mới có được tham gia vào vụ này không, nhưng đồng nghiệp lại tỏ ý khinh thường cô ấy. Với trình độ gà mơ của cô bây giờ thì về nhà ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì mà chẳng có. Sau vụ đánh cắp dữ liệu lần trước, thư ký bắt đầu ghi thù với Esa, tất cả là tại cô bất cần làm mất thẻ nên cô ta mới bị sếp tổng chửi cho một trận. Để xả cơn giận này, cô ta đã quyết định chạy tới tìm Esa rồi giả vờ khen cô là một người có tài năng. Cô ta tin chắc rằng sau này Esa chắc chắn sẽ trở thành một nhân viên tiêu thụ giỏi, sau đó giao cho cô một dự án có rủi ro cao mà không một ai dám nhận. Tình cờ là Esa lại đang cần một cơ hội để chứng minh bản thân cho mọi người thấy, thế nên cô đã đồng ý ngay. Trong lúc làm việc, Kin A vô tình biết được nhân viên phụ trách dự án này trước đó đã bị buộc thôi việc vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, thế nên anh đã chủ động xin gia nhập vào nhóm của cô. Bây giờ anh chỉ muốn bị đuổi thôi, làm việc ở đây chán lắm rồi mà anh sợ ông bố cắt hết tiền nên nào có dám tự tiện xin nghỉ việc đâu. Thế là ngày hôm đó, anh đã đến tìm Esa và bảo với cô rằng nếu như dự án này thành công thì công lao sẽ thuộc về cô, còn nếu như thất bại thì anh sẽ gánh hết mọi trách nhiệm. Dù gì Kin A cũng là người bạn duy nhất trong công ty của cô nên Esa không thể ngó lơ yêu cầu của anh được, thế nên cô đành phải đồng ý để anh tham gia dự án này với mình. Chiều hôm đó, hai người ngay lập tức triển khai kế hoạch hẹn đối tác ra ngoài ăn cơm để bàn bạc những thông tin có liên quan đến dự án lần này. Vừa ngồi xuống một cái, Esa đã nhiệt tình giới thiệu những ưu nhược điểm của sản phẩm mà hiện tại công ty của họ đang phân phối cho ông nghe. Nhưng không ngờ ông khách hàng này vô cùng khó tính, cứ chỏng chê eo rồi bắt đầu giở cái thói thượng đẳng ra sỉ nhục họ. Thân là con nhà tài phiệt, Kin A không thể chịu nổi sự xúc phạm này nên anh ấy đã đốp lại ông khách hàng mấy câu rồi bỏ về. Điều này khiến cho Esa vô cùng tức giận, khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội để có thể chứng minh được bản thân, thế mà lại bị anh làm cho đổ sông đổ bể cả rồi. Thế là cô đã đuổi anh ra khỏi nhóm của mình, không giúp được thì thôi đừng có cản đường cô nữa. Về đến công ty, cô bạn bàn bên lại bắt đầu khoe khoang mình vừa ký được hợp đồng với một cửa hàng bánh ngọt có tiếng trong thành phố, bữa tối lãng mạn với sếp tổng chắc chắn thuộc về cô ấy rồi. Nghe thấy vậy, một cảm giác ấm ức kỳ lạ chợt trào lên trong lòng Esa, cô lại cầm điện thoại lên rồi gọi cho khách hàng, nhưng người đàn ông đó nhất quyết không chịu tiếp. Nhìn thấy Esa chật vật để nắm lấy cơ hội cuối cùng như vậy, Kin A cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Ozan biết dự án của cô đang dậm chân tại chỗ thì vô cùng vui vẻ chạy sang đá đều cô vài câu, không đủ chuyên môn thì đừng có cố nữa, dù gì cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, chắc hẳn cũng chẳng ai thèm chê cười cô đâu. Nói xong thì anh ta liền quay lưng đi mất. Nhưng anh không ngờ được rằng vào thời điểm chuẩn bị chốt sổ, vị khách hàng khó tính ấy đã gọi điện lại cho Esa để cô mang hợp đồng sang bên đó ký. Với giá trị bạc tỷ của thương vụ lần này, cô nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng tháng này với giải thưởng là một bữa ăn tối với sếp tổng. Esa vui vẻ nhào đến ôm lấy Kin A rồi vội vàng chạy lại thông báo tin này cho thư ký biết, mà nào có biết được Kin A đã âm thầm ra mặt để giúp Esa lấy được dự án này. Cho dù không được nghỉ việc như ước muốn ban đầu, nhưng nhìn Esa vui vẻ đến vậy, trong lòng anh cũng vô cùng hạnh phúc. Sau khi biết được tin Esa đạt giải quán quân, Ozan vô cùng sốc, còn trợ lý đứng bên cứ tùm tà tùm tỉm thôi thì chấp nhận đi anh dai, chỉ là ăn cơm cùng vợ cũ thôi mà đâu có gì phải ngại.
Để có thể hủy bỏ bữa tối hoang đường này, Ozan đã lén lút nhắn tin cho Esa, rồi hẹn cô lên sân thượng gặp mặt để chất vấn cô đã dùng mánh khóe gì để lấy được hợp đồng, vì trình độ gamer của cô anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng dù sao thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt Esa. Điềm nhiên hỏi Ozan là tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu nhỉ? Thấy anh không trả lời, Esa bèn chơi trò dọa nạt. Được thôi, để tôi đi thông báo cho mọi người biết tôi chính là vợ cũ của anh, nên bữa tối này để phần cho người khác. Thấy thế, Ozan vội vàng kéo Esa lại cầu xin Esa nghĩ cách để hủy bỏ bữa tối này, anh thật sự không muốn ăn tối riêng với cô trong một không gian riêng tư như thế. Nhưng Esa lại kiên quyết từ chối, sau đó còn bảo anh tự chọn nhà hàng mà mình thích nhất đi. Phân phó xong xuôi mọi thứ, cô liền đắc ý quay lưng bỏ đi mất. Sau khi cô về đến nhà, cô liền lấy ra chiếc váy hoa đỏ mà Ozan thích nhất ra mặc, rồi dùng chai nước hoa mà Ozan chết mê xịt lên người. Xong xuôi mọi thứ, cô mới lục tục đi ra khỏi nhà. Nhìn thấy Esa mặc chiếc váy quen thuộc xuất hiện trong nhà hàng, Ozan đờ người ra một chốc. Trong ánh mắt tràn ra sự dịu dàng dành riêng cho Esa mà chính bản thân anh còn không biết, nhưng lý trí lại nhanh chóng đánh thắng tất cả. Trong khi Esa muốn để lại cho Ozan một ký ức đáng nhớ, thì Ozan lại tìm đủ mọi cách để khiến cho cô phải khó chịu. Tất cả những món trên bàn đều là món mà Esa không ăn được. Nhìn cô hắt xì liên tục vì dị ứng với rau húng quế trong thức ăn khiến cho anh vô cùng hả hê, trong lòng thầm nghĩ để ông đây xem cô còn nhịn được đến bao giờ nữa. Esa biết rõ Ozan muốn khiến cô biết khó mà rút lui, nhưng sao cô có thể dễ dàng để anh ta đắc ý như vậy được, thế là cô đã kiên trì ăn cho xong bữa tối này. Nhân cơ hội này cô cũng hỏi câu hỏi mà cô thắc mắc bao lâu nay, nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ thì anh muốn thay đổi điều gì nhất? Nhưng Ozan cho rằng chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa, hai bên cứ tiếp tục dây dưa thế này thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Điều này khiến Esa vô cùng thất vọng, cô đã hy sinh rất nhiều thứ để Ozan có ngày hôm nay thế, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt thờ ơ và sự vô tâm từ anh ấy. Kết thúc bữa ăn ngày hôm ấy, nhân viên của nhà hàng mong họ nán lại một chút để chụp ảnh cũng như đánh giá chất lượng dịch vụ hẹn hò riêng tư này của nhà hàng. Vì đứng sát nhau nên mùi nước hoa trên người Esa đã làm phân tán lý trí của Ozan. Tuy anh không muốn thừa nhận nhưng lúc đứng ở sát cạnh nhau thế này, trái tim anh vẫn luôn rộn ràng. Trước đây khi Ozan và Esa vừa mới kết hôn với nhau, họ không thể nào tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó cả hai sẽ có thể đến đây dùng bữa. Thời điểm đó Ozan vẫn chưa có tiền như bây giờ, mỗi khoản chi tiêu đều phải cân đo đong đếm rất lâu, thế nên để tiết kiệm chi phí, Esa đã tự tay nấu từng bữa một. Sau khi dùng bữa tối xong thì Ozan không đưa Esa về nhà ngay mà đưa cô đến một căn nhà ở ven thành phố. Sau khi bước vào thì Ozan còn bảo Esa quan sát tỉ mỉ xung quanh xem cô có thể phát hiện ra gì không. Esa vừa quay đầu đã nhìn thấy lò sưởi và ghế xích đu được đặt ở gần đó. Trước đây họ đã từng mơ ước sau này có tiền rồi họ sẽ xây một căn nhà có lò sưởi, xích đu và cả bể bơi trong vườn nữa. Hóa ra anh vẫn còn nhớ lời hứa ngày xưa, điều này khiến Esa cảm động vô cùng. Cô còn nghĩ rằng đây là bất ngờ mà Ozan chuẩn bị cho mình, nhưng không ngờ những lời Ozan sắp nói ra lại như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô. Cô đúng là một con người tham lam, khi xưa cô vì tiền nên mới bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi có tiền rồi cô lại muốn dính lấy, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ thì Esa đã hiểu rồi nguyên nhân khiến Ozan dẫn cô đến đây xem nhà chỉ vì anh ta muốn dùng nó để sỉ nhục cô thôi. Ozan cũng nói thẳng với cô rằng giữa hai người họ không còn cơ hội nào nữa đâu, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Điều này khiến cho trái tim của Esa như vỡ tan làm trăm mảnh. Cô cố gắng không cho nước mắt chảy ra rồi quay lưng đi mất. Cô không dám tin là Ozan lại đối xử với cô như thế. Sau khi bước chân ra khỏi biệt thự thì Esa đã tủi thân đến mức khóc không thành tiếng. Cứ như vậy, Esa đã thẫn thờ đi bộ về đến nhà. Lúc này chủ nhân của trò đùa cũng không hề vui vẻ như anh tưởng tượng. Ngày hôm sau, khi Ozan đến công ty đi làm thì chẳng thấy Esa đâu. Anh nghĩ rằng chuyện hôm qua đã khiến cô cảm thấy hổ thẹn và không dám quay lại đây nữa. Nhưng anh đã nhầm, vào lúc cuộc họp đang diễn ra cô lại lù lù xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra. Lần này cô đã hạ quyết tâm phải khiến cho cuộc sống của Ozan phải rơi vào địa ngục vì anh ta lôi tình cảm của cô ra trêu đùa. Trước tiên cô tung lên diễn đàn của công ty quá khứ huy hoàng của Ozan, nhìn anh ngây ngô ôm lấy cây đàn guitar nghêu ngao bài tình ca xến xua ai cũng ngoác miệng cười, lần này thì mặt mũi bị vứt hết cho chó tha mất rồi. Thẹn quá hóa giận nên anh đã vội vàng gọi điện cho Esa chất vấn cô có phải là chủ mưu bày ra chuyện này không. Esa lại nói rằng mình không biết anh đang nhắc đến chuyện gì rồi cúp máy ngang. Anh không ngờ cô lại dám đối xử với mình như thế, điều này khiến cho anh như tức điên lên, nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên trong kế hoạch của Esa thôi. Tiếp theo đó, vì biết Ozan bị dị ứng với phấn hoa nên cô đã mua một bó hoa bách hợp rồi khua khoáng trước mặt anh ấy khiến cho cả người lại ngứa ngáy, hắt xì liên tục. Nhìn Ozan thê thảm chạy vội ra khỏi thang máy, Esa lại âm thầm nở nụ cười vì kế hoạch đã thành công. Trong buổi họp ngay sau đó, Ozan vẫn còn hắt xì liên tục vì dị ứng phấn hoa, điều này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên khác. Thấy anh hắt xì mãi như vậy, Esa liền tốt bụng lấy cho anh một cốc nước, nhưng Ozan lại trừng mắt rồi từ chối cô vì sợ cô sẽ hại mình một lần nữa. Cuối cùng thì Ozan đành phải bỏ lỡ cuộc họp giữa chừng vì những triệu chứng dị ứng càng ngày càng nặng, tất cả công việc vào chiều nay của anh đều bị hủy hết. Ozan càng nghĩ lại càng tức nên đã hẹn Esa lên sân thượng gặp mặt ngay lập tức, anh muốn tính toán cho xong món nợ này. Esa cũng chẳng hề sợ hãi trước cơn giận của Ozan, cô giẫm đôi giày cao gót rồi bước chân lên sân thượng, sợ bị người ta phát hiện nên còn chu đáo kéo cửa lại.
Esa nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Ozan, anh tức giận tóm lấy tay Esa chất vấn cô có phải cố tình hay không. Mượn cơ hội này Esa lại nhắc chuyện ở nhà hàng, cô trách ngược lại Ozan vì đã cố ý cho thêm lá húng quế vào tất cả món ăn khiến cho cô cũng bị dị ứng nghiêm trọng. Bây giờ cô chỉ đối xử với anh như cách anh từng đối xử với cô thôi. Nói xong rồi cô liền quay người đi, thế nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì cũng không mở được cửa. Trông thấy vậy Ozan mới bảo cửa này chỉ được mở ra từ phía bên trong mà thôi. Vậy thì anh gọi người lên đây mở cửa đi. Tôi không mang điện thoại theo, cô có mang điện thoại theo không? Lần này tiêu rồi, chẳng ai mang theo điện thoại cả, thế là hai người bắt đầu lao vào trách móc nhau. Công ty anh thiết kế kiểu quái gì thế, có cái cửa thôi mà cũng không mở được. Cứ như vậy, hai người đã ngồi chờ từ khi trời sáng đến khi trời tối nhưng cũng chẳng thấy ma nào ghé qua đây cả. Con người anh ăn ở cũng tốt thật nhỉ. Ông chủ mất tích cả ngày trời mà chẳng có ai đi tìm. Ozan lại mất bình tĩnh, anh bảo cô đừng có thử thách nội tâm của anh nữa. Nhìn anh chồng cũ còn đang gãi người, Esa lại không nhịn được mà đi lên xem thử. Nếu anh còn gãi nữa là sẽ chảy ra đấy. Chẳng phải là nhớ ơn của cô sao? Trời về đêm càng ngày càng lạnh, thấy Esa dùng mình, Ozan mới cởi áo khoác đưa cho cô nhưng tiếc là Esa lại không thèm. Không còn cách nào khác nên anh đành phải tự tay khoác lên cho cô. Rõ ràng là hai người còn yêu nhau mà lại giày vò nhau như thế, yêu đối phương nhưng lại chẳng chịu hạ mình. Sau đó họ lại bắt đầu ôn lại chuyện cũ, rồi Ozan mới bảo với cô, lúc trước ai cũng nuông chiều em nên tính cách của em mới thành ra ích kỷ thế này. Đúng lúc này tình địch lại đẩy cửa sân thượng ra, cũng may cô ta không nghe được cuộc nói chuyện này của hai người. Cách La thắc mắc hỏi hai người tại sao lại ở đây. Ozan và Esa ngượng ngùng nên vội vàng tìm đại một cái cớ nên chuyện này mới trôi qua chót lọt. Sau khi về đến văn phòng, những vết mẩn đỏ trên người Ozan cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu Esa, khiến cho cô vô cùng áy náy vậy. Nên cô lại chạy đến nhà tìm Ozan rồi tự tay bôi thuốc cho anh, sau đó hai bên lại bắt đầu màn đấu khẩu như thường ngày. Khi Esa vừa thoa xong thuốc và chuẩn bị đi về thì cô đột nhiên nhận được điện thoại của Kin Aa. Càng ngày hai người càng hợp cạ nên ngày nào anh ấy cũng gọi sang đây buôn dưa lên với cô. Dáng vẻ nói chuyện điện thoại vừa vui vẻ vừa kích động của cô bây giờ trông thật giống một cô gái đang yêu. Thấy thế Ozan bèn lén lút đi tới chỗ cô, biết được người gọi đến là Kin Aa, anh liền quay sang chất vấn cô, sao Kin Aa lại gọi cho cô vào giờ này. Esa liền giải thích rằng Kin Aa chỉ gọi điện quan tâm cô một chút thôi, con người cậu ta cũng chu đáo quá nhỉ. Esa lập tức phản đòn, không phải ai trên đời này cũng vô tình như anh. Sau khi đuổi cô về, Ozan chẳng thể nào ngồi yên được, trong đầu anh chỉ toàn dáng vẻ Esa gọi điện thoại vào tối qua. Anh tò mò nên đã đến hỏi trợ lý hai người đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm nhau vào buổi tối có bình thường không. Trợ lý lại nói rằng chắc giữa hai người này cũng có ý gì đó với nhau. Vậy nếu chỉ một người đơn phương chứ người còn lại không hề biết thì sao? Trợ lý đột nhiên ngộ ra chuyện này có liên quan đến Esa. Thế nhưng Ozan vẫn kiên quyết chối rằng đây chỉ là một tình tiết trong phim mà thôi. Đang ghen lồng, ghen lộn thì chớ vừa đến công ty một cái là anh đã trông thấy Esa cười đùa với Kin Aa. Thấy hai người đi sát gần nhau như thế thì trong lòng Ozan lại thấy hỗn loạn. Lúc này Cách La lại bắt đầu tấn công Ozan, cô ngỏ ý muốn dụ anh đi dạo một vòng quanh công ty. Vì muốn xem phản ứng của Esa nên anh đã đồng ý lời mời của cô ngay lập tức. Nào ngờ hai người còn chưa kịp hẹn hò thì Esa đã dẫn Kin Aa về nhà ăn cơm. Trong lúc mẹ của Ozan đang đi dạo phố thì giật mình phát hiện cửa hàng sắp phá sản của bà thông gia cũ lại đột nhiên phất lên lại. Cứ tưởng con trai mình đang âm thầm giúp đỡ nhà bên đó nên bà đã ngay lập tức rút điện thoại ra cho con trai một trận. Bị mắng oan, Ozan vội vàng lái xe về nhà xem thử tình hình, nào ngờ mới về đến trước cổng anh đã nhìn thấy Esa và Kin Aa đang thân thiết với nhau. Lần này thì Ozan đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Tối hôm đó khi đang chơi bóng rổ với Kin Aa, Ozan đã thử thăm dò mối quan hệ giữa anh và Esa. Kin Aa nói rằng mình rất thích làm việc chung với Esa, thậm chí anh còn đến gặp cả bố mẹ Esa rồi. Trong lòng thấy phiền loạn nên anh đã vội cảnh cáo Kin Aa. Ở công ty cấm yêu đương công sở, nhưng Kin Aa lại chẳng hề quan tâm đến những thứ này, anh cho rằng tình yêu có thể thay đổi quy tắc. Điều này khiến cho Ozan cảm thấy vô cùng đau đầu, tại sao cậu bạn thân thiết bao năm lại quay sang thích vợ cũ của mình chứ. Chẳng bao lâu sau đó buổi lễ thường niên của công ty cũng đã được tổ chức. Hôm ấy Esa mặc một chiếc váy màu trắng trang điểm thật nhẹ nhàng, nhưng khí chất sang chảnh của cô đã chiếm trọn spotlight của buổi lễ khiến cho cả Ozan và Kin Aa đều phải bất ngờ. Sau khi chào hỏi mọi người xong, Kin Aa ngay lập tức kéo Esa sang một bên nói chuyện ngay trước mắt Ozan. Lúc này thì anh chàng trợ lý cũng đã biết được nhân vật chính trong bộ phim mà anh nhắc đến là ai rồi. Nhìn hai người kia nói cười vui vẻ với nhau, Ozan giận đến mức nghiến răng ken két. Nhân lúc Esa đi vào nhà vệ sinh, Ozan đã bắt lấy tay cô rồi kéo sang một bên. Anh chẳng thèm quan tâm mặt mũi mà chất vấn mối quan hệ giữa cô và Kin Aa, khiến cho Esa đơ ra một lúc. Hai người cũng thân nhau quá nhỉ, nói cười với nhau từ sáng đến tối không quan tâm ai với ai luôn mà. Nghe đến đây thì Esa cũng phải bật cười, hóa ra cả ngày hôm nay anh chỉ mải để ý tôi thôi à. Nghe thấy vậy Ozan liền chột dạ, tôi chỉ vô tình trông thấy thôi. Mấy lời này đến quỷ cũng không tin, anh ghen rồi. Thôi cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, tôi chỉ mong cô đừng để việc cá nhân ảnh hưởng tới chất lượng công việc mà thôi. Lúc này Kin Aa đã đến đây tìm cô, anh cứ nghĩ là Esa không biết đường nên mới đi lâu đến vậy. Sợ mối quan hệ của mình bị Kin Aa phát hiện, Ozan vội vàng lôi cô trốn vào trong tủ quần áo. Nghe tiếng bước chân Kin Aa ngày một xa dần, Esa vội vàng chui ra ngoài.
Sau khi Esa rời khỏi đó tâm trạng cũng tốt lên không ít, hóa ra chồng cũ vẫn còn để ý đến mình. Trong lúc cao hứng, cô đã cầm ly rượu lên làm một ngụm, còn chưa kịp nuốt hết, Ozan đã bắt đầu lẩm bẩm. Đừng có uống say rồi làm tôi xấu mặt. Anh quản còn nhiều hơn cả cảnh sát khu vực Thái Bình Dương nhỉ. Được, tốt lắm, cô cứ uống đi. Lúc này Kin Aya lại muốn mời Esa nhảy một đoạn. Esa có chút hơi men trong người thì càng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Kin Aya. Nhìn hai người vui vẻ lượn lờ trước mắt mình, cơn ghen lồng lộn của Ozan bắt đầu nổi lên, mà lúc này Esa lại còn cố ý đưa mắt khiêu khích anh. Anh chàng trợ lý thấy thế còn cố tình chạy tới chọc ghẹo anh. Anh ghen rồi đúng không? Ozan vừa định quay người bỏ đi để không phải nhìn thấy cảnh này nữa thì Kanga tiến tới và mời anh khiêu vũ cùng mình. Vì muốn chọc giận Esa nên Ozan cũng đã đồng ý. Đã vậy anh còn cố ý kéo người ta đến gần chỗ Esa để lượn lờ trước mặt cô. Esa không những không quan tâm mà cô còn to gan đặt tay lên vai rồi kéo người Kin Aya lại gần. Cứ như vậy, hai chị em nhà Kin Aya lại trở thành công cụ để hai người kia đấu đá nhau. Đến tối hôm đó, mấy người phụ nữ sợ thiên hạ Thái Bình này lại nhắc đến vợ cũ của ông chủ. Chắc bây giờ cô ta đang hối hận lắm nhỉ. Nhưng cô không ngờ là ông chủ lại đứng ngay sau lưng, không những thế cô ta càng nói càng hăng mà không hề chú ý tới sắc mặt của những đồng nghiệp ở bên cạnh đã trắng bệch. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Cô gái kia vội vàng đứng lên xin lỗi và nói rằng mình chỉ bất bình thay anh thôi. Chuyện này không quan trọng, tôi cũng không muốn nhắc đến người phụ nữ kia nữa. Esa nghe mấy lời này thì trong người lại không thoải mái rồi. Ozan vừa định đi thì Esa đã nói mình là bạn của vợ cũ anh ta. Vợ cũ của anh ta không phải người xấu, thậm chí cô ấy còn hết lòng hy sinh mọi thứ cho anh ta, nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy sự hy sinh của cô ấy. Kanga không tin những lời Esa nói liền quay sang hỏi Ozan là chuyện cô nói có thật không, nhưng anh ta lại bảo làm gì có chuyện đó. Tất cả đều là do cô tự bịa ra khiến cho Esa tức điên lên chỉ muốn lao vào cho anh ta một trận. Kin Aya thấy tình hình căng thẳng thì vội chuyển chủ đề, nhưng Esa đã chán lắm rồi, thế nên cô bắt đầu vùng vằng bỏ về. Trông thấy vậy, Kin Aya vội vàng đuổi theo và tỏ ý muốn đưa cô về, nhưng lúc này cảm xúc của Esa đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cô gào lên với anh ấy, anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh lại. Vậy nên anh đành phải đứng nhìn cô đi mất. Ozan thấy Esa đi rồi cũng vội vàng tạm biệt Kanga rồi đuổi theo để đưa cô về nhà. Loại người như tôi đâu xứng đáng để bước lên xe anh. Ở đây không gọi được xe taxi đâu. Bây giờ tôi đang rất là bực, tốt nhất là anh đừng có chọc vào tôi. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết phải lôi cô lên xe cho bằng được. Xung quanh vắng vẻ thế này, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Sau khi lên xe, Ozan cứ ngoạc mồm ra mắng cô không biết điều, nhưng cô không thèm đáp lại lấy nửa câu. Thế rồi anh chợt thấy vai mình nặng trĩu, hóa ra Esa đã ngủ gật từ bao giờ. Vì không thể đưa cô về nhà với bộ dạng say khướt thế này nên anh đành phải đưa cô về căn hộ của mình, sau đó lại ân cần thay giày ra cho cô. Trong cơn mơ, Esa còn kéo lấy tay anh và bảo anh đừng đi nữa. Nhìn Esa đang ngủ say mà trong mắt Ozan lại ngập tràn tình yêu. Chắc chắn tối nay anh lại mất ngủ rồi. Sáng hôm sau khi Esa tỉnh dậy, cô vô cùng hoảng hốt, sao mình lại ngủ trên giường ở nhà Ozan thế này? Đêm qua mình có đi quá giới hạn với anh ta không? Cũng may mà quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, không thì cô không biết phải rúc mặt đi đâu mất. Sau khi bình tâm lại, cô mới bước ra ngoài, lúc này Ozan đang làm bữa sáng. Sau khi đẩy bữa sáng đến trước mặt cô, anh lại đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ để cô uống cho đỡ đau đầu. Esa lại có chút không thể tin nổi, mới xa nhau chẳng bao lâu mà anh đã trở thành một người vô cùng tinh tế. Khi cô về văn phòng nhìn thấy Kim Aya liền vẫy tay chào hỏi, nhưng mà mặt anh ấy cứ xị ra như cái bị rách. Thấy thế, Esa lập tức xin lỗi anh vì chuyện tối qua, nhưng Kim Aya lại trả lời rằng xem ra mối quan hệ giữa cô với Ozan cũng chẳng đơn giản nhỉ. Lần nào hai người gặp nhau, kẻ này không nổi nóng thì kẻ kia cũng phát rồ. Nghe anh nói vậy, Esa liền câm nín không biết nên trả lời làm sao cho phải. May mà lúc này Kanga đi đến đánh vỡ bầu không khí rồi kéo bọn họ vào trong phòng họp. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Kin Aya đã quyết định nói cho Ozan biết mình đã phải lòng Esa. Từ giờ trở đi anh sẽ lên kế hoạch theo đuổi cô ấy. Chỉ cần chuyện này thành công, anh sẽ lập tức nộp đơn từ chức, nên Ozan không cần phải lo về chuyện yêu đương trốn công sở sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Trong lòng Ozan lập tức rối như tơ vò, một nỗi sợ hãi trở thảo tới cuốn lấy tâm trí anh. Đêm đó những lời Kin Aya nói cứ văng vẳng trong đầu anh khiến cho anh không tài nào ngủ nổi. Sáng hôm sau, vừa mới đến công ty, anh đã trông thấy hai người đang chuẩn bị ra ngoài thị sát thị trường riêng với nhau. Vì để tách hai người ra, Ozan đã thủ thỉ với thư ký triệu tập Esa đến hỗ trợ mình trong buổi họp sắp diễn ra, thế nên Esa còn chưa ra khỏi cổng đã bị thư ký gọi ngược lại. Khi Esa bước vào phòng họp thì Ozan còn ra vẻ ngạc nhiên dữ dằn lắm. Sao bọn họ lại điều cô đến đây? Điều này bản thân Esa cũng không hiểu được. Sau đó khi đã chuẩn bị các thủ tục liên quan, Ozan giao cho cô nhiệm vụ theo sát anh để ghi chép lại nội dung cuộc họp. Rồi lúc làm việc thì Ozan cứ thi thoảng liếc mắt sang nhìn cô một cái. Thế rồi anh nhân lúc đối tác đang trình bày phương án của họ cố tình quay sang hỏi thăm cô. Tôi cắt ngang chuyện tốt của hai người không sao chứ? Esa nghe xong thì đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là anh đã kiếm cớ để gọi tôi đến đây đúng không? Ozan còn định ngụy biện nhưng Esa lại chẳng cho anh cơ hội đó. Rõ ràng là anh đã có thư ký rồi mà còn gọi tôi đến trợ giúp. Chắc chắn là anh đang ghen. Mấy chiêu này của anh đã bị tôi nhìn thấu từ lâu rồi. Hành động thân mật của họ lại vô tình bị khách hàng nhìn thấy, trợ lý vội vàng giải thích. Đây chỉ là hoạt động gắn kết tình cảm của nhân viên trong công ty thôi.
Thấy vậy hai người vội vã tách nhau ra để hóa giải không khí ngượng ngùng. Ozan còn tiếp tục giải thích thêm. Tôi đang thảo luận với trợ thủ về việc dâu của tôi có cộng không. Sau khi tan làm bộ phận tiêu thụ của ESA có lịch hẹn tổ chức liên hoan cuối tháng, thế là Kin Aria vội chui vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc. Anh dự định tối nay sẽ tỏ tình với ESA. Biết được ý định này của anh, ngoài mặt Ozan vẫn tỏ ra vui vẻ chúc anh thành công, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán làm sao để tách được hai người họ ra. Thế là anh chạy tới chỗ của ESA bảo cô nhanh chóng nộp biên bản ghi chép cuộc họp lên cho anh. Anh cần phải xử lý nó trong hôm nay. Nói xong thì anh liền quay đầu đi mất. Nhìn thái độ ương ngạnh của anh, ESA tức ói máu lên kế hoạch đi chơi các thứ rồi giờ lại phải ở lại công ty tăng ca, phiền chết đi được. Sau đó cô gọi điện cho Kin Aria rồi bảo anh và mọi người cứ đi chơi đi, tối nay cô phải ở lại tăng ca rồi. Cứ như vậy, Ozan lại chia tách đôi uyên ương thành công. Thế nhưng vì không có ESA nên Kin Aria chẳng thể nào tập trung vào cuộc vui nổi. Giữa chừng anh đã đứng lên bỏ về. Biết được tâm ý của Ozan nên tối đó, trợ lý của anh đã chuẩn bị cho anh một phần ăn hai người rồi nhắc nhở anh chắc giờ này ESA cũng trơn gì đâu nên anh có thể mang cho cô ấy ăn cùng. Nhưng không ngờ là Kin Aria đã đi trước anh một bước mất rồi. Hôm sau là ngày công ty tổ chức cho các nhân viên đi dã ngoại, nhìn hai người càng ngày càng thân thiết, cuối cùng anh cũng không ngồi yên được nữa. Anh phát mạnh quả bóng trong tay về phía ESA khiến cho cô lăn quay ra đất. Ozan không ngờ được cú đánh của mình lại mạnh đến mức khiến cho cô bất tỉnh nhân sự nên vừa thấy cô nằm quay táng ở đó anh đã vội vàng chạy qua xem thử. Nhưng lần này Kin Aria vẫn nhanh hơn anh một bước. Để cho ESA có thời gian bình phục lại, họ đã quyết định tạm nghỉ giữa trận để nói chuyện với nhau. Chủ đề mà mọi người đưa ra thảo luận lần này là hôn nhân. Dù gì cũng có kinh nghiệm trong vụ này nên ESA cũng mạnh dạn phát biểu. Hôn nhân không chỉ có mỗi tình yêu được, hai bên cần phải có tảng kinh tế thì mới có thể bền vững. Ai nói hôn nhân chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng thì đều là nói xạo. Ozan nghe thế bật lại ngay, không có tiền thì vẫn yêu nhau say đắm như thường khiến cho bầu không khí lại có chút ngượng ngùng. Về đến phòng thì ESA càng nghĩ lại càng tức giận, cô lập tức mắng mỏ Ozan một tràng. Cái lúc tôi phải chạy đi làm 3-4 công việc mỗi ngày thì tình yêu rực cháy kia của anh đang ở đâu hả? Mà Ozan ở phòng kế bên cũng không chịu kém cạnh. Năm xưa tôi cố gắng biết bao nhiêu chẳng phải là để chúng ta có được một tương lai tươi sáng sao, thế mà cô vẫn đòi ly hôn với tôi còn gì? ESA không thể nhịn nổi nữa, cô lập tức chạy qua phòng tìm Ozan, vừa mới bước chân vào phòng đã mắng anh xối xả. Những lời anh nói lúc nãy là có ý gì? ESA tức giận đến mức cho anh một bạt tai. Anh nghĩ ai trên đời này cũng như con người anh sao? Trước khi đi thì ESA còn quay đầu lại thách thức anh. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận, đúng là đồ đàn ông khốn kiếp. Để xoa dịu cơn tức trong lòng, ESA đi đến bên bờ biển để tản bộ. Cô còn thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho Ozan nữa. Lúc này Kin Aria lại đi đến chỗ cô đang ngồi, thấy cô không vui anh bắt đầu tìm cách dỗ cô ấy, đúng là hợp cạ, vừa nói chuyện vài ba câu anh ấy đã chọc được cô cười. ESA còn nói rằng mình rất thích tính cách của Kin Aria, mỗi lần ở gần anh thì cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Kin Aria nhân cơ hội này cầm lấy tay của ESA định bụng sẽ tỏ tình với cô ngay bây giờ. Nhưng lúc này chồng cũ của ESA lại vô tình xuất hiện ở gần đó. Nhìn người anh em thân thiết đang nắm lấy tay của vợ cũ thì anh chịu sao nổi đây. Thấy anh đứng ở đó, ESA vội vàng rụt tay lại. Hành động của cô khiến Kin Aria ngơ ngác. Ozan giận đến mức quay đầu đi mất tiêu, thế là ESA vội ba chân bốn cẳng chạy theo anh, nhưng khi đến nơi thì bóng dáng anh đã biến đâu mất. Sau khi về đến phòng, Ozan ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đó. Lúc này ESA đã cuống hết cả lên, tiêu rồi anh ấy nhìn thấy cả rồi, lần này có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi. Rõ ràng là mình đang ở kèo trên mà vậy mà giờ còn phải đi giải thích với anh ta. Khi ESA đẩy cửa vào phòng của Ozan thì anh đã đi mất rồi. Cô gọi điện thoại thì anh cũng không bắt máy. Vì biết rằng lúc này mình không có cơ hội tiến đến nên Kin Aria đã quyết định lùi một bước. Trước mắt anh muốn giữ yên mối quan hệ của họ ở mức tình bạn đã rồi lựa thời cơ tiến đến sau. Lúc này trợ lý của Ozan xuất hiện, ESA vội vàng chạy đến báo với anh Ozan đã biến đâu mất, thế là anh ấy mới nói với cô anh đã về nhà trước rồi. Sau khi công ty kết thúc nghỉ lễ và quay về làm việc thì bên vận hành đã phát hiện ra rằng hệ thống đang bị lỗi, mà đây là hệ thống mà Ozan tự mình thiết lập ra nên chỉ có mình anh mới xử lý được chúng, nhưng họ lại không liên lạc được với anh ấy. Không còn cách nào khác nên trợ lý đành phải nhờ ESA hy vọng cô có thể nghĩ ra nơi nào đó mà Ozan có thể sẽ đến. Sau một hồi suy nghĩ thì ESA chợt nhớ đến căn biệt thự lý tưởng nằm ở ngoại ô, quả nhiên là Ozan đang ở đây. ESA liền nói cho anh nghe chuyện hệ thống của công ty gặp lỗi và bảo anh quay về xử lý, nhưng anh lại cọc cằn gắt gỏng bảo với cô, tôi không đi, hóa ra không phải cô cố ý đến đây để xin lỗi tôi, thế thì cô có thể cút được rồi đấy, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Ozan nghe xong lập tức nổi cơn thịnh nộ, hai người đã nắm tay chặt đến thế mà cô còn bảo là hiểu lầm được à? ESA cũng hiểu là dù cô có giải thích nhiều cỡ nào thì anh cũng sẽ không tin tưởng cô. Ngoại trừ việc suốt ngày đối xử khắt khe với tôi ra thì anh còn biết gì nữa? Cơn giận của hai người càng ngày càng bùng nổ. Ozan thề rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Sau đó anh lại nói với ESA rằng cho dù cô có hẹn hò hay là kết hôn với cậu ta, thậm chí hai người có con với nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Bây giờ cô cút ra khỏi cuộc đời tôi là được rồi đấy. Lúc này nước mắt của ESA đã rưng rưng. Đúng thật là năm xưa tôi không nên hy sinh vì anh. Trong mắt anh mọi thứ mà tôi bỏ ra đến cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa. Ở bên này vì quá si mê Ozan nên sau khi ký hợp đồng với bên chế tác váy cưới xong, Kanga đã tự ý đề xuất với đối tác lần này đích thân cô và sếp tổng sẽ làm mẫu cho họ.
Tuy rằng rất muốn từ chối, nhưng mối làm ăn này quá lớn, nếu như phá hợp đồng họ sẽ lỗ một khoản rất to, nên Ozan cũng đành phải bất lực đồng ý điều này. Sau khi thấy anh gật đầu, Kanga tỏ ra rất vui vẻ. Cô ta còn nhanh chóng đặt lịch hẹn đi chăm sóc da mặt để ngày mai lên hình thật đẹp thế, nhưng thật không may cô ta lại bị kích ứng với mỹ phẩm của bên đó, khiến cho mặt mần đỏ tùng lum lên không thể nào tới làm mẫu được. Nhận được tin tức, Ozan đã bảo thư ký hủy bỏ suất chụp lần này, thế nhưng như thế thì công lao chuẩn bị của cả ekip sẽ trở thành công cốc. Lúc này một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu thư ký, cô ngay lập tức lôi Esa lên làm cô dâu cho buổi chụp lần này. Một lát sau, Kanga gọi điện đến hỏi xem tình hình như thế nào, rồi khi nghe thấy Esa thế chỗ mình thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam kế hoạch mình dày công tạo ra mà lại để người khác được lợi. Lúc chụp ảnh thì hai người muốn mắt nhắm mắt mở chụp cho xong, nhưng thợ ảnh lại không muốn qua loa như thế, cứ bắt hai người tạo đủ pose tình tứ. Sao mà anh nói nhiều thế, muốn chụp thì mau chụp đi. Quá bực mình trước thái độ không chuyên nghiệp của họ, thợ ảnh dứt khoát đòi bỏ về. Thư ký thấy vậy vội vàng xin lỗi lấy lòng anh ta. Hai người này có thâm thù đại hận gì với nhau phải không? Có chụp cho tượng gỗ cũng chẳng cứng đơ đến thế. Sau đó mọi người bắt đầu xúm lại đi khuyên hai nhân vật chính, hai người chỉ cần kiên trì tầm 5 phút thôi là được. Lúc này thì hai bên mới chịu hòa hoãn lại một chút. Lúc chụp ảnh thì hai người vẫn không quên khịa nhau. Sờ eo tôi có thấy thoải mái không? Thật ngại quá, chẳng có cảm xúc gì cả, thợ nhiếp ảnh bảo hai người tưởng tượng như mình đang kết hôn thật rồi nhìn về phía đối phương đi. Điều này chợt khiến hai người đã nhớ lại cảnh tượng hôm diễn ra hôn lễ, khi ấy tình yêu của họ ngọt ngào biết bao. Tận đến khi hoàn thành suất chụp, hai người vẫn còn chìm trong ký ức, thư ký phải gọi liên tục thì hai người mới tỉnh táo lại. Khi họ chụp ảnh xong xuôi và chuẩn bị đi về thì Ozan lại phát hiện đèn treo trên đầu Esa sắp rơi xuống, nên anh đã vội xông đến che chở cho cô, sau đó ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Đêm hôm đó Esa đã túc trực cả một đêm bên giường bệnh để nếu như anh có tỉnh lại cô còn có thể kịp gọi bác sĩ tới khám. Trong đêm tối tĩnh mịch đó, cô vừa nhìn Ozan vừa rơi nước mắt. Có những lúc em thật sự muốn để anh biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thế thì ích kỷ quá, em không muốn cản đường anh nên em sẽ chịu đựng nó một mình. Kanga nghe tin Ozan bị thương nên mới sáng sớm hôm sau cô đã chạy vội đến bệnh viện. Để tránh cô ta sinh nghi, cô đành phải bảo ban nãy thư ký gọi cô đến thay ca để cô ấy về nhà thay quần áo, lát nữa còn phải lên chỗ làm. Thôi được rồi, giờ tôi đến rồi thì cô cũng đi được rồi đấy. Nghe cô ta nói vậy, Esa đành phải đứng dậy xách túi ra về, ra đến hành lang mới phát hiện mình để quên áo khoác nên đã quay trở lại lấy nó. Nào ngờ lúc này Ozan lại tỉnh lại, anh quay sang hỏi Kanga cô ta đã ở đây trông anh cả đêm sao. Thế là chị gái trà xanh kia cũng mặt dày nhận hết công lao về mình, khiến cho cô cảm thấy vô cùng tủi thân, thế là cô cũng chẳng buồn lấy áo nữa mà đi thẳng về. Ra đến sảnh cô lại gặp được trợ lý, thế là cô đã dặn cô ấy rằng đừng để cho Ozan biết hôm qua cô đã ở lại đó chăm anh. Dù không hiểu những do Esa cầu xin nên anh cũng bất đắc dĩ đồng ý. Sau khi tiễn Kanga đi thì tâm trạng Ozan lại không tốt. Anh cảm thấy Esa thật là vô ơn, anh đã hy sinh cứu cô vậy mà bây giờ đến cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng còn chẳng có. Trợ lý chịu không nổi nữa, anh đang định nói cho Ozan biết sự thật thì Ozan lại bảo anh đừng có nói đỡ cho cô ta, tôi và cô ta không liên quan gì cả, thế là anh ấy cũng nín luôn. Vì hiểu lầm lần này mà Ozan đã đưa ra một quyết định vô cùng sai, lần đó là kết hôn cùng Kanga. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự thật cũng đã bị phơi bày, điều này khiến cho Ozan cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh ta vội vàng tới tìm Esa rồi nói với cô rằng tất cả đều là hiểu lầm mà thôi, đúng là hai họ đã cưới nhau thật, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng đụng vào cô ta cả, vì thế nên cô ta cũng đã kiếm bạn tình ở bên ngoài để giải quyết nhu cầu của mình. Mấy ngày nay anh đã tìm luật sư để họ làm thủ tục ly hôn rồi. Nghe thấy vậy, Esa bình thản quay sang nói với anh, vậy thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Ozan vội vàng cầu xin cô tha thứ và cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, cuối cùng cô cũng mềm lòng. Nhưng khi anh định đi đến nắm tay cô thì Esa liền cảnh cáo anh rằng trước khi thủ tục ly hôn xong xuôi anh không được phép động vào cô. Cô không muốn bị mọi người hiểu lầm là con giáp thứ 13 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Nghe vậy Ozan lập tức đồng ý. Sau khi ra khỏi cửa thì Esa cũng vui vẻ nở một nụ cười mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như họ nghĩ. Tối hôm đó khi Esa đang tăng ca ở công ty thì chị gái trà xanh lại đến tìm. Cầm những bức ảnh chứng minh cô và Ozan đã cùng nhau vào khách sạn trong mấy tiếng đồng hồ liền và đe dọa nếu cô không chịu rời xa Ozan thì cô ta sẽ tung những bức ảnh này lên mạng rồi người đời sẽ ném đá cả công ty họ hàng nhà cô vì dán chân chân vào gia đình người khác. Cô cũng biết đấy, luật pháp nước ta đã nên rõ, nếu như người đàn ông ngoại tình bị vợ phát hiện và kiện ra tòa, anh ta sẽ mất trắng không còn một xu nào trong tay nữa. Đến lúc đấy mọi cố gắng của anh ta đều thành vô nghĩa. Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được đến bao giờ. Niềm vui đến chưa được bao lâu, tai họa đã giáng xuống khiến Chesa vô cùng rối não. Cô không biết phải xử lý chuyện này ra sao, bèn ra bờ sông để thả lỏng đầu óc để tìm cách giải quyết thích hợp nhất. Vì không muốn hủy hoại tương lai của người mình thương nên Esa đã quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô đã gọi Ozan đến đó để nói chuyện. Lúc này Ozan vẫn còn đang khoe khoang trước mặt trợ lý về việc mình sắp được quay lại với tình yêu đời mình. Nghe thấy giọng cô hơi sụt sùi, anh liền ba chân bốn cẳng chạy đến đó. Để có thể hoàn toàn chấm dứt với anh, Esa đã lôi Kin Aa ra làm bia đỡ đạn cho mình. Nghe Esa nói rằng cô có tình cảm với Kin Aa, trái tim của Ozan như vụn vỡ, sao cái bi kịch này lại diễn ra với anh cơ chứ. Esa lại khuyên anh nên biết chấp nhận sự thật, chuyện giữa hai người họ đã kết thúc rồi, cô không muốn giải thích về chuyện này thêm nữa.
Tuy rằng Esa nói vậy thế nhưng Ozan vẫn một mực không chấp nhận chuyện này vì sự đau khổ trong ánh mắt Esa đã bán đứng cô ấy. Để có thể lừa được Ozan nên chiều hôm đó, khi anh đi ngang qua chỗ cô làm cô đã lớn tiếng nói với mọi người hôm nay cô và Kin Aya sẽ lên ba quầy có ai muốn đi cùng không. Thế nên tối hôm đó anh đã hòa hoãn với Kanga và rủ cô đến quán bar hẹn hò với mình. Kanga vừa nghe xong là thấy tim mình như bừng lên, đây là lần đầu tiên Ozan chủ động đề nghị hẹn hò cùng với cô. Nào ngờ vừa mới đến nơi Kanga đã nhìn thấy Kin Aya với Esa đang hẹn hò ở trong đó, cô ta ngay lập tức hiểu ra được vấn đề thì ra cô ta cũng chỉ như là con rối trong tay Ozan mà thôi. Vào lúc drama tình cảm của họ còn chưa kết thúc thì một tin động trời đã lộ ra, anh trai của Esa và em gái của Ozan đã bên nhau được một khoảng thời gian dài. Trong quá trình này họ còn cùng nhau tham gia vào một đường dây buôn lậu và hiện nay đang bị cảnh sát lùng sục khắp nơi. Vì để tìm thấy anh trai Esa đã quyết định lái xe về căn nhà cũ trên núi trước đây gia đình cô đã từng sống xem hai người có ở trên đó, không nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì, trái lại còn mắc kẹt lại trên đó với Ozan vì xe bị nổ lốp. Đến tận khi ấy Ozan mới biết Esa rời xa mình là vì bị Kanga uy hiếp, anh như phát điên lên cầu xin cô hãy nói cho anh biết mọi chuyện. Sau khi biết được mọi chuyện từ Esa, Ozan đã lên kế hoạch trả thù người vợ của mình. Trước tiên anh ta giả vờ thân thiết với Kanga để khiến cô ta nơi lỏng cảnh giác, sau đó xài trợ lý âm thầm điều tra và lấy đi chiếc điện thoại của cô ra để tiêu hủy bằng chứng. Đợi đến khi đã giải quyết xong mọi hậu họa, anh đã xách hành lý rồi đuổi cô ta khỏi nhà. Lần gặp mặt sau đó của họ sẽ là ở trên tòa. Tối hôm đó Kin Aya hỏi Esa hôm qua cô đã ở đâu, tại sao anh ta lại không thể liên lạc được với cô. Esa cũng thật thà kể hết lại mọi chuyện với Kin Aya. Kin Aya sau khi biết người yêu mình ở một mình với Ozan thì liền tức giận hỏi Esa tại sao không nói chuyện này với mình sớm hơn. Esa nhìn thái độ của Kin Aya cũng liền giận dữ nói mình đã không hề làm gì sai với Kin Aya cả, nếu Kin Aya đã không tin tưởng cô ta như vậy thì mối quan hệ của bọn họ tốt nhất là không nên bắt đầu và tiếp tục nữa. Sau khi bị đuổi đi, Kanga vẫn mặt dày đến tìm Ozan cô. Cô ta không hiểu Esa có cái quái gì mà khiến anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ như vậy. Ozan cầm lấy quả cầu pha lê đã ở bên cạnh mình suốt nhiều năm và nói Esa bây giờ có yêu anh ta hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh ta vẫn còn yêu Esa là đủ. Sau khi biết ý định của Ozan, anh trợ lý cũng từ chức để theo anh đến một nơi khác lập nghiệp. Esa sau khi biết chuyện liền vội vã đến tìm Kin Aya, cô cố gắng thuyết phục anh ta rằng nếu Ozan rời đi công ty nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng Kin Aya không hề quan tâm mà còn chỉ trích cô tại sao vẫn còn quan tâm đến chồng cũ. Esa vô cùng thất vọng về anh, cô tức giận quay người rời đi. Chờ đến khi cả hai bình tĩnh lại thì Kin Aya lại chủ động đề nghị chia tay, trước lần này họ sẽ bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Quả nhiên mới 2 ngày kể từ khi Ozan thu dọn đồ đạc rời khỏi đó, mọi thứ bắt đầu rối tung lên, nhân viên ai cũng cảm thấy bất bình trước những quyết định ngớ ngẩn của Kanga. Trong lúc cãi nhau với cô ta về mấy bản báo cáo, sự tức giận của Esa đã vọt lên đến đỉnh điểm, cô ném tất cả số báo cáo trong tay mình vào mặt Kanga, rồi nói thích thì đi mà viết lại, bà đây không chiều nổi cô. Mà lúc này Ozan và anh trợ lý cũng bắt đầu xây dựng sự nghiệp mới của mình. Sau khi thống nhất được ý tưởng và hướng đi, hai người đã quyết định hùn vốn thuê một căn nhà để làm văn phòng làm việc mới. Khi cả hai đang cắm đầu cắm cổ vào công việc thì chuông cửa vang lên, thật không ngờ người đến lại là Esa. Biết được cô đã bỏ việc, hai người họ cũng đã sắp xếp cho cô một chỗ trong công ty mới. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đây, tối hôm đó cả một nhóm nhân viên cũ cũng đã kéo nhau tới đây để đầu quân cho anh. Ozan dường như đã lấy lại được tinh thần và năng lượng của mình, cả văn phòng nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, mà mối quan hệ của Ozan và Esa từ đó cũng đã được cải thiện hơn nhiều. Những tưởng mọi chuyện đang đi theo hướng tốt đẹp, thế nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn khi Kanga tuyên bố trước tòa rằng mình đã mang thai đứa con của Ozan. Điều này khiến cho Ozan cảm thấy vô cùng day dứt trong lòng, nếu ly hôn thì có lỗi với con, mà nếu không ly hôn thì cả đời này Esa sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, mà không biết rằng mình đang phải đi đổ vỏ cho kẻ khác. Sau khi biết được chuyện này, Esa đã quyết định sang nước ngoài để lập nghiệp. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt Esa nên lần này chẳng một ai đứng ra ngăn cản cô cả. Ngày hôm sau, Esa vẫn đến công ty đi làm như bình thường. Nhìn thấy Esa, trong lòng Ozan mừng khôn xiết. Nhưng điều mà anh ta không thể ngờ được là lần này lại chính là lần cuối mà bọn họ gặp nhau. Ozan sau đó liền đề nghị để Esa đi công tác cùng với mình. Chờ đến khi cả hai đã sẵn sàng thì cơ trưởng lại đến thông báo rằng tất cả chuyến bay hôm nay đều đã bị hủy bỏ và bọn họ sẽ phải chờ ít nhất là đến sáng mai. Ozan nghe xong liền cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt để bọn họ có thời gian để nghỉ ngơi, rồi bọn họ sẽ có một buổi hẹn hò thực sự riêng tư. Esa nhìn gương mặt đầy hy vọng của Ozan và đồng ý. Họ đã tắt điện thoại trong suốt thời gian đó để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi của mình. Tối đó, Ozan và Esa đã ngà ngà say và cùng nhau trở về khách sạn. Esa đã nói với Ozan rằng nói hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Ozan dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng sự thật đã chứng minh linh cảm của anh là đúng. Đợi đến khi anh tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống không từ bao giờ rồi, bên cạnh anh lúc này chỉ còn lại duy nhất một bức thư từ biệt mà thôi. Bẵng đi một thời gian sau khi bụng bắt đầu hơi nhô ra, những triệu chứng nôn nghén xuất hiện, Esa mới phát hiện ra mình đã mang thai con của Ozan.
Thế rồi Kinea đã tìm thấy cô và nói cho biết rằng bây giờ chị của anh đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Điều này khiến cho cô hiểu lầm rằng Ozan đã đổi ý và quay lại sống chung với hai mẹ con họ. Trong một thoáng nhất thời, cô đã quyết định sẽ kết hôn cùng với Kinea. Thế rồi cây kim trong bọc cuối cùng cũng đã lộ ra vì không muốn rời xa con gái tình đầu của Kanga đã tìm tới và nói cho Ozan biết khi anh mới kết hôn với Kanga, hai người họ thường xuyên ra ngoài tòm tem với nhau. Đứa nhỏ mà Kanga đã sinh ra cũng chính con ruột của anh ta. Điều này khiến cho Ozan cảm thấy tim mình như đang bị ai bóp chặt lấy. Cách đây không lâu anh cũng vừa mới biết được chuyện cậu bé mà Esa sinh ra chính là con trai anh. Con mình thì không lo lại đi lo cho người khác, cứ nghĩ đến đây anh lại thấy hổ thẹn vô cùng. Vì đã có được nhân chứng cũng như vật chứng quan trọng nhất nên tòa đã nhanh chóng chấp thuận quyết định đơn phương ly hôn của anh ấy. Nhìn cuộc hôn nhân thế kỷ của mình vỡ nát, Kanga gần như đã sụp đổ tại chỗ. Mà ở bên này, cuộc hôn nhân của Esa và Kinea cũng đã đi vào hồi kết vì Kinea dám dùng sự an toàn của con trai ra để đe dọa cô. Vì muốn để cho con có một mái nhà yên ấm, Esa đã quyết định cho Gian thêm một cơ hội nữa để vun vén tất cả mọi thứ. Nửa năm sau, hiệu trưởng ở trường thông báo rằng con trai của Esa và Ozan đã thể hiện rất tốt ở trường. Điều này cũng phản ánh rằng cậu bé đã được nuôi dạy trong một môi trường rất hạnh phúc. Nghe hiệu trưởng vậy, Ozan cảm thấy vô cùng tự hào rồi nắm lấy tay của Esa. Hiệu trưởng cũng không ngớt lời khen ngợi, nói bọn họ giống như một gia đình kiểu mẫu khiến người khác phải thấy ghen tị. Nhưng ông nào có biết vừa ra khỏi cổng trường một cái là hai người họ lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi. Esa nói Ozan là tên lưu manh dám lợi dụng cơ hội để nắm tay của mình. Nghe vậy anh liền quay lại trêu cô buồn nôn, nếu không phải vì con trai thì còn lâu tôi mới chạm vào cô nhé, đừng ảo tưởng nữa. Cứ như vậy mà bọn họ lại tiếp tục cãi nhau suốt cả quãng đường trở về nhà. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người muốn mình làm bộ phim nào tiếp theo thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.